Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chuyên mục mít cuộc đỏ sơ vàng ha bà con. Cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về mít cuộc đỏ sơ vàng lá bầu Indo. Hỏi bên trung tâm cây giống là thời gian cho trái là bao lâu hả bà con? Thì ngày hôm nay Ly đi thực tế tại vườn luôn nha, chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít 16 tháng. Đây, đang ra trái bói đây hả bà con. Mít cuộc đỏ sơ vàng thì cái trái nó rất là đẹp hả bà con. Nó rất là to nên quý bà con chúng ta nhìn cái cuống nè. Nó rất là to ha, cái cuống này nó to thì nó sẽ nuôi được cái trái của chúng ta nó to, và trái mít cục đỏ sơ vàng thì cái da nó sẽ hơi vàng hơn là mít thái siêu sớm của chúng ta ha bà con. Ăn thì nó rất là ngon nha, trong ruột nó sẽ màu đỏ nhưng mà con cái sơ nó sẽ màu vàng. Nếu như quý bà con chúng ta lúc giai đoạn này nè, chúng ta cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây á, thì cái sơ nó sẽ lên cái màu cam, nó sẽ bắt mắt hơn ha bà con, và cái vị ngọt của nó sẽ đậm hơn, thì cái giá trái của chúng ta bán ra thì nó sẽ cao tiền hơn. Còn mít cục đỏ sơ vàng thì trồng rất là nhanh cho trái nha bà con. Đây, cây trước màn hình đây là 16 tháng mà đang ra bói nè, một chùm như vậy là lên tới 4 trái. Còn nữa nè, cái chùm bên đây 2 trái nữa nè. Rồi trên đây nữa ha bà con. Đó. Những cái năm đầu tiên, những cái năm đầu tiên thì trái hầu như là nó sẽ ra ngoài nhánh giống như vậy thôi. Đó. Quý bà con chúng ta thấy không? Những cái trái nó sẽ ra ngoài nhánh thôi. Nó hạn chế ra trong thân nha bà con. Tỷ lệ ra trái trong thân cũng có nhưng mà nó từ năm thứ 3 đến cái năm thứ 5 đổ lên thì nó sẽ ra trong thân nhiều, hầu như là bây giờ thì nó sẽ ra trong thân nó ít lắm. Tầm khoảng là 100 cây thì nó ra tầm khoảng 2 đến 3 cây, thậm chí lên tới 4 cây, 5 cây thôi, nó không có nhiều nha. Còn trọng lượng của mít cuộc đỏ sơ vàng thì nó rất là to nha bà con. Nó từ 6 kg đến 25 kg luôn á. Nhưng mà giá trái hiện tại nó rất là cao. Nó từ 45 đến 50 ngàn trên 1 kg hả bà con. Nhưng mà người ta không có phân biệt trái méo hả bà con. Đủ ký thì người ta sẽ cho vào mít nhất nha. Tỷ lệ bán trái nó sẽ dễ hơn mít thái của chúng ta rất là nhiều hả bà con. Đó, đây. Và cây mít cuộc đỏ sơ vàng, cái sức sinh trưởng của nó cũng khá là mạnh, nó kháng được cái bệnh sơ đen và xì mũ rất là cao. Nhưng mà trái mít cuộc đỏ sơ vàng thì nó cũng có sơ đen nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp nha bà con. Đi sẽ quay cái nha, nhánh tiếp theo nè. Cái cây bên đây nó rất là nhiều trái, ở trong đây nó còn rất là nhiều luôn nè ha bà con. Tại vì cái trái này nó nằm ở ngoài cặp mé mé mương quá nên không có quay rõ cho quý bà con chúng ta xem. Còn cây 16 tháng tuổi thì cái hoành của nó tầm khoảng, cái này khoảng 30 hoành. 30 hoành nha bà con. 30, hơn 30 một tí xíu. Nhưng mà bạn này đang đang cho trái nè. Còn cái lá của mít cuộc đỏ sơ vàng thì quý bà con chúng ta lưu ý cái lá nó rất là bầu ha bà con. Đây nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cái lá nó sẽ bầu ha. Và cái gân lá của nó cũng cũng dày hơn và đặc biệt nó không có lông nhiều giống như cây mít thái ha. Mít thái chúng ta gờ vô thì nó hơi lông nhiều hơn một tí xíu, còn này thì nó hơi mịn, mịn màng hơn. Cái khu vườn này chú trồng là 900 cây. Nhưng mà đang để trái mùa đầu tiên, 16 tháng thì chú bắt đầu để trái bói rồi nè. Cũng có nhiều khu vườn khác thì 18 tháng đến 20 tháng ha bà con. Còn khu vườn của chú muốn để trái sớm. Cũng có một vấn đề thì Ly cũng muốn chia sẻ luôn. Đợt trước có một người anh hỏi bên trung tâm cây giống là một gốc như vậy có thể là trồng được 2 cây hay không. Khu vườn này của chú là cũng một gốc trồng 2 cây nha bà con. Trồng được ha. Đó. Phát triển cũng đồng bộ nha bà con. Gốc nào chú cũng trồng 2 cây hết, không riêng vào bên đây. Bên đây nữa nè. Cái cây bên kia có ra trái chưa anh? Đang ra hoa. À, cây bên kia cũng đang ra hoa nhưng mà chưa xuống trái nha bà con. Còn cây bên đó thì cũng đang ra hoa đúng không? Đang ra hoa. Đang ra hoa nhưng mà chưa xuống trái to giống như vậy. Em mới xử lý trái mới xuống bắt đầu xuống trái luôn. Dạ dạ. Để đi sẽ đi quay tiếp theo. Còn cái khoảng cách trồng mít cuộc đỏ sơ vàng thì quý bà con chúng ta trồng từ cái cây này tới cái cây bên kia thì chúng ta cũng có thể là trồng 3 mét một cây hoặc là 3 mét rưỡi đến 4 mét ha bà con. Nói chung là từ 3 mét đến 4 mét là ok. Cây cách cây 3 mét đến 4 mét, còn hàng cách hàng qua cũng là 3 mét đến 4 mét luôn. Cũng có nhiều cây nó đang xuống trái. Đang ra hoa. Đang xuống trái và những cái cây nó đang ra hoa hả bà con. Quý bà con chúng ta lưu ý ha, trồng mít cuộc đỏ sơ vàng chuẩn giống thì thời gian cho trái chỉ trong vòng là từ 16 đến 18 tháng thôi nha bà con. Cho trái rất là sớm nha. Và bạn này nó sẽ hạn chế được sơ đen và cái xì mũ, chúng ta đỡ tốn những cái tiền phân bón hả bà con. Tiền trị sơ đen và bán được giá cao nữa. Rồi, cây bên đây nó xuống trái rồi nè. Trái mít cuộc đỏ sơ vàng nhìn nó rất là đẹp ha. Cái đầu thì nó hơi thon một tí xíu, cái đít thì nó sẽ nở ra. Ba trái. Đợt sau thì bên trung tâm cây giống sẽ đến để tiễn trái nữa nha bà con, tiễn trái lại. Đây cũng có nữa nè.
thời gian trồng một lượt nhưng mà có gốc nó hơi to hơn tí xíu nè. Cái cây này nó hơn 30 hoành này nè anh kia ha. 70. Tức là nó hơn 3 tấc hoành. Ừ. Có gốc to, gốc nhỏ ha. Cây này sinh trưởng phát triển quá tốt. À. Cây bên đó thì nó mới đang xuống hoa. Đang ra hoa. Tới cây tiếp theo nè. Hoa nó ra quá trời. Đó, từ giờ ly đi cũng rất là nhiều cây, nhưng mà quý bà con chúng ta nhìn thấy nó không ra trái ở ngoài nhà, ngoài thân ha. Nó ra ngoài nhánh là nhiều hết bà con. Tỷ lệ ra ngoài trong thân tầm khoảng 2% thôi. Em cảm thấy nó cỡ 1%. Rất là ít. Dạ. Nó ra trái tầm khoảng 1% trong thân thôi. Còn nhiều là nó sẽ ra ngoài những cái nhánh cái thôi. Thì bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì luôn hỗ trợ kỹ thuật tại vườn cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cô chú anh chị nào chúng ta thật sự cần thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống đến vườn để hỗ trợ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cách lên mô làm clip nè, hoặc là cách trồng cây tại vườn cho quý bà con chúng ta, và có đi luôn cái hệ thống tưới. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thật sự cần thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và phục vụ cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn các video ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây mít vườn đỏ sơi vàng lá bầu Indo trồng 16 tháng đã ra trái bói nha bà con. Cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng thể loại giống mới thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống mít cục đỏ sơ vàng lá bầu Indo này. Phát triển rất là mạnh, đặc biệt là hạn chế nha bà con, hạn chế sơ đen và cái xì mũ. Nó sẽ cao hơn mít Thái của chúng ta rất là nhiều lần nha bà con. Rồi bây giờ hẹn lại quý bà con chúng ta vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn về những mô hình trồng cây cũng như quy trình chăm sóc cây. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.